Vâng, thưa quý vị khán giả, với đội ngũ biên tập viên vô cùng chuyên nghiệp, chúng tôi cập nhật những tin tức nóng nhất mới nhất trong 24 giờ qua gửi đến cho quý vị những tin tức về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước cũng như quốc tế. Sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những điểm tin chính có trong chương trình ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn, ứng phó bão số 1 dự kiến sơ tán 30.000 dân từ tỉnh Quảng Ninh đến Ninh Bình. Trước nguy cơ bão Talim gây mưa lớn, gió mạnh, 5 địa phương từ Quảng Ninh đến Ninh Bình dự kiến sơ tán gần 30.000 người tại khu vực nguy hiểm và trên các lồng bè chòi canh. Hai kịch bản hướng đi của bão số 1. Sáng 17 tháng 7 tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tổ chức cuộc họp lên phương án ứng phó với bão số 1. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang dự và chủ trì cuộc họp. Chương trình được kết nối trực tuyến với 25 tỉnh, thành phố Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An. Phát biểu tại cuộc họp, ông Mai Văn Kiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, sáng 17 tháng 7, bão số 1 duy trì cường độ cấp 11-12. Lúc 4 giờ, tâm bão cách bán đảo Lôi Châu Trung Quốc 340 km về phía đông đông nam. Theo ông Kiêm, hướng di chuyển của cơn bão này phụ thuộc vào điều kiện hoạt động của cao cận nhiệt đới. Đây là yếu tố chính dẫn đường cho cơn bão. Dựa trên các mô hình dự báo quốc tế và trong nước, cơ quan khí tượng đưa ra nhận định hướng đổ bộ của bão có thể xảy ra theo hai kịch bản. Kịch bản 1 có xác suất 80%. Bão duy trì sức mạnh cấp 12 di chuyển về phía bán đảo Lôi Châu Trung Quốc. Sau thời điểm này, bão có thể giảm 1-2 cấp và hướng thẳng vào khu vực Hải Phòng - Quảng Ninh chiều 18 tháng 7. Do đây là cơn bão mạnh và hoàn lưu rộng, vùng ảnh hưởng của bão bao trùm Bắc Bộ và mở rộng xuống Thanh Hóa, Nghệ An. Trọng tâm mưa lớn là Quảng Ninh, Hải Phòng. Với thời gian nguy hiểm nhất có gió mạnh trên đất liền là trưa ngày 18 tháng 7. Kịch bản thứ hai có xác suất xảy ra thấp nhưng vẫn cần đề phòng. Sau khi quét qua bán đảo Lôi Châu, bão đi men theo đất liền Trung Quốc rồi đổ bộ vào khu vực giữa Hải Phòng và Quảng Tây Trung Quốc. Nếu kịch bản này xảy ra, khả năng mưa và gió ảnh hưởng đến đất liền nước ta ít hơn. Lượng mưa ở miền Bắc dao động từ 250 đến 300 mm. Ông Kiêm đặc biệt lưu ý, nguy cơ sạt lở cao xảy ra ở khu vực miền núi phía Bắc do khu vực này đã tích mưa từ 5 đến 10 ngày qua, theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia. Ảnh hưởng của bão gây mưa lớn kéo dài ở miền Bắc từ đêm ngày 17 tháng 7 đến ngày 20 tháng 7 với lượng phổ biến từ 200 đến 400 mm, có nơi trên 500 mm. Người dân đề phòng nguy cơ ngập úng khu vực trũng thấp tại khu vực ven biển, cửa sông, sạt lở bờ biển. Theo ông Phạm Đức Luận, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, trước diễn biến trên, các địa phương Quảng Ninh, Thái Bình, Nam Định dự kiến cấm biển từ 12 giờ ngày 17 tháng 7. Hải Phòng dự kiến từ 21 giờ ngày 17 tháng 7. Các địa phương khác được đề nghị tiếp tục theo dõi diễn biến của bão để xem xét quyết định phù hợp với tình hình thực tế. Các địa phương từ Quảng Ninh đến Ninh Bình cũng rà soát phương án sơ tán dân tại các khu vực nguy hiểm và trên lồng bè, chòi canh, dự kiến sơ tán khoảng 29.887 người. Trong đó, số người dự kiến sơ tán ở Quảng Ninh là 700, Hải Phòng là 8.691, Thái Bình là 19.021, Nam Định 1.128 và Ninh Bình là 347. Theo báo cáo của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, tính đến 6 giờ ngày 17 tháng 7, đơn vị đã thông báo kiểm đếm hướng dẫn cho hơn 50.000 tàu thuyền với hơn 226.000 người biết diễn biến hướng đi của bão để chủ động di chuyển phòng tránh. Hiện không còn tàu thuyền hoạt động trên vùng biển nguy hiểm. Tuy nhiên, Văn phòng Thường trực đề nghị địa phương quan tâm đến các tàu nhỏ, tàu du lịch đi về trong ngày, không chủ quan, thực hiện nghiêm công điện của Thủ tướng Chính phủ. Sau khi nghe một số bộ ngành địa phương báo cáo, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cho biết bão Talim khởi động cho mùa mưa bão năm nay. Qua báo cáo, ông nhận thấy mọi công tác chuẩn bị được thực hiện một cách tích cực. Dù vậy, Phó Thủ tướng lo ngại việc các bộ ngành địa phương cho rằng bản thân có kinh nghiệm có thể làm mất cảnh giác, chủ quan khi ứng phó với cơn bão này. Vì vậy, ông Quang lưu ý với các đơn vị lấy công điện của Thủ tướng làm kim chỉ nam để thực hiện các công việc, trường hợp không kịp xin ý kiến cấp trên cần đối chiếu với công điện để xử lý, nhấn mạnh mục tiêu không có thiệt hại về người và giảm thiểu tối đa thiệt hại về tài sản. Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đề nghị các bộ ngành địa phương không chủ quan lơ là, chủ động, linh hoạt, phối hợp tốt, cung cấp thông tin và ứng xử trong trường hợp cụ thể. Cuộc họp kết thúc sớm để các đơn vị khẩn trương triển khai phương án đối phó với bão. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hiện vị trí tâm bão số 1 ở khoảng 20,3 độ Vĩ Bắc, 112,7 độ Kinh Đông,
sức gió mạnh nhất cấp 12, từ 118 đến 133 km/h, giật cấp 15. Dự báo, trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng từ 15 đến 20 km/h. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15 km/h. 19 giờ ngày 18 tháng 7, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc từ 15 đến 20 km/h và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới trên đất liền khu vực miền Bắc. Do tác động của bão số 1, vùng biển phía Bắc, khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8, cấp 9. Vùng gần tâm bão cấp 11, 12, giật cấp 15, biển động dữ dội. Từ khoảng chiều ngày 17 tháng 7, Bắc Vịnh Bắc Bộ bao gồm huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô có gió mạnh dần lên cấp 6, 7, sau tăng lên cấp 8, 9. Vùng gần tâm bão cấp 10, 11, giật cấp 14, biển động dữ dội. Trên đất liền, từ gần sáng 18 tháng 7, vùng ven biển khu vực từ Quảng Ninh đến Nam Định có gió mạnh dần lên cấp 6, 7, sau tăng lên cấp 8. Vùng gần tâm bão cấp 9, 10, giật cấp 13. Khu vực sâu trong đất liền phía Đông Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6, 7, giật cấp 9, nước dâng, sóng lớn. Vùng biển phía Bắc, khu vực Bắc Biển Đông có sóng biển cao từ 6 đến 8 mét. Từ sáng 18 tháng 7, vùng biển Vịnh Bắc Bộ có sóng tăng dần, cao 2 đến 4 mét, phía Bắc 3 đến 5 mét. Khu vực ven biển các tỉnh Quảng Ninh, Nam Định, sóng biển cao 2 đến 4 mét. Ven biển các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng có nước dâng do bão từ 0,5 đến 0,7 mét. Mức nước tổng cộng cao từ 2,3 đến 2,9 mét. Nguy cơ cao ngập úng ở khu vực trũng thấp tại khu vực ven biển, cửa sông, sạt lở bờ biển do tác động kết hợp của chiều cường và sóng lớn vào chiều 18 tháng 7. Từ đêm 17 tháng 7 đến ngày 19 tháng 7, ở khu vực Bắc Bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 200 đến 350mm, cục bộ có nơi trên 500mm. Khu vực Thanh Hóa, Nghệ An có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200mm, cục bộ có nơi trên 300mm. Đề phòng mưa với cường suất lớn gây ngập úng đô thị. Mưa lớn xảy ra ở nhiều ngày, mưa dông và nắng nóng kéo dài 10 ngày qua kết hợp mưa trong những ngày tới khiến nguy cơ lũ quét sạt lở cũng tăng cao từ ngày 18 tháng 7 ở khu vực Bắc Bộ, trong đó nguy cơ cao tại các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái. Đề phòng nguy cơ xuất hiện dông lốc kèm gió giật mạnh trong vùng ảnh hưởng hoàn lưu bão cả trước và sau cơn bão. Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hồi 4 giờ ngày 17 tháng 7, vị trí tâm bão vào khoảng 20 độ Vĩ Bắc, 113,5 độ Kinh Đông, cách bán đảo Lôi Châu Trung Quốc khoảng 340 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất gần tâm bão mạnh cấp 11, 12, từ 103 đến 133 km/h, giật cấp 15. Từ đêm 17 tháng 7 đến ngày 20 tháng 7, ở khu vực Bắc Bộ có mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến từ 200 đến 400mm, cục bộ có nơi trên 500mm. Khu vực Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200mm, cục bộ có nơi trên 300mm. Đề phòng mưa với cường suất lớn gây ngập úng đô thị. Mưa lớn xảy ra nhiều ngày, mưa dông và nắng nóng kéo dài 10 ngày qua kết hợp mưa trong những ngày tới khiến nguy cơ lũ quét sạt lở cũng tăng cao từ ngày 18 tháng 7 ở khu vực Bắc Bộ. Đề phòng nguy cơ xuất hiện dông lốc kèm gió giật mạnh trong vùng ảnh hưởng hoàn lưu của bão. Do ảnh hưởng của bão, tại trạm đảo Phú Quý đã có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 8. Trạm đảo Huyền Trân đã có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 9, cấp 10. Vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8, cấp 9. Vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, 12, giật cấp 15, biển động dữ dội. Từ khoảng chiều ngày 17 tháng 7, Bắc Vịnh Bắc Bộ bao gồm huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô có gió mạnh dần lên cấp 6, 7, sau tăng lên cấp 8, 9, vùng gần tâm bão cấp 10, 11, giật cấp 14, biển động dữ dội. Từ gần sáng ngày 18 tháng 7, vùng ven biển khu vực từ Quảng Ninh đến Nam Định có gió mạnh từ cấp 6 lên cấp 7, sau tăng lên cấp 8, vùng gần tâm bão cấp 9, cấp 10, giật cấp 13. Khu vực sâu trong đất liền phía Đông Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6, 7, giật cấp 9. Vùng biển phía Bắc, khu vực Bắc Biển Đông có sóng biển cao từ 5 đến 7 mét. Từ sáng ngày 18 tháng 7, vùng biển Bắc, Vịnh Bắc Bộ có sóng tăng dần, cao từ 3 đến 5 mét. Khu vực ven biển các tỉnh Quảng Ninh, Nam Định, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét. Ven biển các tỉnh Quảng Ninh, Thái Bình có nước dâng do bão từ 0,5 đến 0,8 mét. Nguy cơ cao ngập úng ở khu vực trũng thấp tại khu vực ven biển, cửa sông, sạt lở bờ biển do tác động kết hợp của chiều cường vào chiều ngày 18 tháng 7. Dự báo, trong 24 giờ tới, vùng biển phía Bắc của Bắc Biển Đông gió mạnh cấp 8-9, gần vùng tâm bão mạnh cấp 10-11, sau tăng lên cấp 12, giật cấp 15, biển động dữ dội. Riêng vùng biển phía Đông, đêm gió giảm dần, ngày và đêm 17 tháng 7,
vùng biển phía Nam của Bắc Biển Đông, khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau, gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh. Ngoài ra, trong ngày và đêm 17 tháng 7, ở khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, có mưa bão, Nam Vịnh Bắc Bộ, khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông mạnh. Chiều và đêm 17 tháng 7, ở khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa bão, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Sáng 18 tháng 7, vùng biển Tây Bắc của Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, 12, sóng biển cao 3-5m, biển động rất mạnh. Ngày 18 tháng 7, vùng biển phía Nam của Bắc Biển Đông có gió Tây Nam đến Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao từ 2-4m, biển động. Ngày và đêm 18 tháng 7, khu vực giữa và Nam Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa và vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau có gió Tây Nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao từ 2-5m, biển động mạnh. Ngày và đêm 18 tháng 7, Vịnh Thái Lan và vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao từ 2-3m, biển động. Ngày 18 tháng 7, Bắc Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão cấp 10, giật cấp 12. Đêm 18 tháng 7, gió giảm xuống cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 3-5m, biển động rất mạnh. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo. Nếu quý vị thấy hay, hãy nhấn like, share và nhấn chuông đăng ký góc phải màn hình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.